Cuộc chiến không giới tuyến, Lão Hề cho quân trừ khử Đoàn. Ngay khi bị Đoàn ra mặt chơi ván bài ngựa đã khiến cho Lão Hề vô cùng tức tối. Đường Đường là bố vợ, bấy lâu nay chăm lo tạo mọi điều kiện cho Đoàn phát triển, vậy mà giờ đây mọi thứ lại thành công cốc. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, Đoàn trở mặt vô tình, thậm chí còn đe dọa ngược lại mình. Nhưng Đoàn đã nhầm, ếch ngồi đáy giếng. Để đạt được đến tầm này thì Tào Á Hề cũng không phải là một người đơn giản. Ngay lập tức, Á Hề đã ra lệnh cho đám đàn em ra tay, khiến cho Đoàn sợ xanh mặt. Xưa nay, Đoàn đã dùng kế cáo mượt oai hùm, núp bóng bố vợ để điều binh khiển tướng, làm bao nhiêu việc khuất tất sau lưng Lão Hề. Hắn đã thao túng toàn bộ đám dân bản vay mượn của bố vợ để rồi bắt chúng phải làm việc, làm tay sai, nô lệ vận chuyển hàng cấm cho hắn. Thậm chí khi đã móc nối được với các đám giang hồ cũng như tạo được một vài mối quan hệ quan chức, Đoàn cứ nghĩ rằng đã đến lúc mình đủ lông đủ cánh, có thể xưng vương xưng bá, thoát khỏi cái bóng của bố vợ. Nhưng Đoàn đã nhầm, để có được một vị trí như ngày hôm nay, Tào Á Hề không phải là người đơn giản. Một con người tầm như Tào Á Hề xứng đáng là trùm cuối, bởi hắn luôn hành động kín kẽ, vừa làm vừa quan hệ, sẵn sàng bỏ cái lợi trước mắt để lấy cái lợi lâu dài, thả con tép bắt con tôm. Chính vì thế mà hắn mới tồn tại được đến giờ và có cả một cơ ngơi, rồi là người cổ phần lớn trong doanh nghiệp Bình Hà top 10 của tỉnh. Việc xưa nay Đoàn âm thầm sau lưng mình làm mọi việc không phải là Á Hề không biết, mà vì ông muốn nhìn cho con cái được hạnh phúc. Nhưng khi thấy Đoàn càng ngày càng quá đáng, vượt lộng quyền, đặc biệt là không xem mình ra gì khi dám đe dọa thẳng mặt, Lão biết rằng đã đến lúc Đoàn làm phản. Nếu như không ngăn chặn, e rằng những bí mật đen tối quá khứ của Lão cũng sẽ bị bại lộ. Á Hề đã quyết định phải tiêu diệt đứa con rể của mình ngay lập tức. Khi được Tào Á Hề hiệu triệu, những tên giang hồ cụm cán máu mặt trong vùng đã tập hợp, thậm chí là những kẻ ngoại biên cũng đã quay trở về. Lão Hề đã đến gặp Đoàn để cảnh cáo lần cuối cho hắn dừng lại, nhưng thêm một lần nữa Đoàn lại tiếp tục liếu láo ra mặt thách thức, thậm chí hắn còn giơ tay tấn công, định bắt nhốt bố vợ. Nhưng rồi một đám giang hồ đã ập vào, Đoàn đã lịch trọn những đòn đau từ chúng. Vì để quyết định trừ hậu họa, Lão Hề đã quyết định cho đám giang hồ trừ khử thủ tiêu Đoàn. Liệu rằng Đoàn có thể thoát được cơn thịnh nộ của Tào Hề để tiếp tục tranh đấu hay không?